Kính thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình giao lưu hát với nhau ngày hôm nay, Nguyễn Quốc Linh sẽ được mời về cùng thưởng thức một sáng tác của soạn giả Yên Hà, lớp trích đoạn được mang tên Đào Hoa Khách. Và với lớp trích đoạn này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nguyễn Văn Linh, xin mời vị cùng thưởng thức. Cha ơi con xin cha hãy ngừng tay, thử tha cho nàng được sống ở trần gian, đừng gãy cành ly tán cho tâm hồn còn phải vương mang. Nỗi đớn đau của loan phượng già đàn, con ơi con đừng nên mơ mộng, đừng để cho tâm thần dao động. Đúng chính nó đi yêu cổ Tây Phong, trời ơi đại huynh đừng lo nghĩ, mà hãy nghe em nên điều gì cho vết tự thương máu đường mình lành. Đại huynh ơi anh thấy trong tiểu muội ơi, tí vết thương kia có làm cho xa thân anh đau, nhưng không bằng vết thương lòng đã làm cho anh rạn nứt. Từ hôm nay và mãi mãi về sau không còn được kề cận bên nhau, chung đường chung bước tình đã ly tán, em đành tâm đổi bên thuyền. Em đi bỏ lại sao lưng bao kỷ niệm im đêm, tiểu muội ơi em có bao giờ thấu hiểu, thương cho lòng này nặng chịu bấy sầu thương. Có nhiều điểm anh thơ thẩn dưới trời gió đầy đưa dần trắng sang, nhưng giờ đây tâm hồn em không còn trong trắng, tuổi ngây thơ đã chìm đắm dưới lớp sóng ta tình. Thì ra đại huynh yêu em mà phải vậy, mà em nào hãy nào tin mà đại huynh đi yêu em từ bao giờ. Quân mồi ơi anh đã yêu em từ cái thở em đi thèm thùng, cúi mặt vẫn hờn khi anh đắm đuối nhìn em, khi mỗi lần thấy môi em hồng mắt em thiên sang thì lòng anh đây ngập tràn niềm vui thương. Ôm mộng vào hồn anh mơ anh được nở
đồng nghi nguyêu đôi.